À, chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn một cái loại lan lan rừng đặc sắc của Việt Nam. Đây là cây lan Chu Mo Rây ha các bạn ha. Chu Mo Rây. Cây lan này rừng của Tây Nguyên. Ở miệt Chu Mo Rây. Thì hiện tại giờ cây lan đang đầu mùa phát triển và hiện tại cây đang có hoa để mình muốn giới thiệu các bạn. À, cây Chu Mo Rây của mình là bên công ty mình bán giả hạt Đắc Lây và Chu Mo Rây. Thì cái giả hạt Đắc Lây và Chu Mo Rây bên công ty mình bán đều là bông chuẩn và đẹp, bông tuyển lựa chứ không phải là cây gọi là khai thác về, mà nói chung là không biết bông nó làm sao hay là thế nào, hay là bông của nó sổ số thế nào đó. Hùng đưa anh cái chậu Đắc Lây lại làm anh cái. Thì mình sẽ lấy một chậu Đắc Lây để mình quay chung cái video này luôn. Đây là một cặp bên công ty mình bán. Để các bạn thấy đây, bông mình ở đây khổng lồ. Cái bông Chu Mo Rây của nó phải là dùng từ là khổng lồ các bạn. Lưỡi của nó banh chưa đâu nó mới nở, lưỡi nó còn bánh ra, tròn ra nhiều, và đây là lưỡi bệt đỏ luôn. Rồi ở đây anh quay cho. Rồi được rồi, đây là những cái cây Chu Mo Rây mình công ty mình đang bán. Thì hiện tại công ty mình đang bán cái loại này là dạng theo thân ha. Thì về một chút có để giá cho các bạn để xem luôn thì trong video. Nhưng mà các bạn thấy đây là cánh của nó là cánh bay, lưỡi đỏ đậm mà lưỡi bệt hai bên đỏ, mà đỏ bệt hai bên luôn các bạn, rất là có giá trị. Đây là hàng rừng nha các bạn, hàng rừng 100%. Thì hiện tại công ty mình đang bán đây là bán những cái cọng này, cọng trưởng thành các bạn ha. Cọng già này sẽ được nhân kỳ, tại vì cọng già rất là dài rồi, thì giờ hiện tại đang tháng chuẩn bị qua tháng 7 rồi nên phải nhân kỳ ra, nên chỉ bán cây trưởng thành, cây to vậy thôi. Đây là cây giả hạt Đắc Lây các bạn ha. Đắc Lây bông tròn đẹp, tuy lưỡi cánh không bự bằng cây Chu Mo Rây nhưng bông tròn chuẩn luôn, cánh nó phớt hồng gần như muốn trắng các bạn, dạng giống như năm cánh trắng á. Thì các bạn thấy đây là cây Chu Mo Rây, cây Đắc Lây. Thì cái Đắc Lây này hiện tại giờ không có cây con nên thành ra là công ty mình đang bán nó là cây già trưởng thành như vậy luôn. Khi nào nó lên con á thì mình sẽ giống như cây bên đây là bán con thôi, cây con lớn vậy thôi, còn cây già sẽ nhân giống. Còn hiện tại cây bên đây vẫn chưa có con nên bên công ty mình sẽ bán cây này dạng là cây lớn luôn. Các bạn có thấy bông Đắc Lây đẹp không? Bông tròn, cánh đều, chuẩn mực, và gần như là cái cánh của nó muốn năm cánh trắng luôn. Đẹp, hàng rừng 100%. Khai thác, đây là những cây định hình, cây bông chuẩn mà công ty muốn giới thiệu bán các bạn, chứ không phải là cây mới khai thác về. Cây này đã trồng ra bông nhiều lần trong những năm vừa rồi. Các bạn thấy có những cái cây khai thác những năm trước nè. Các bạn đã từng mua Đắc Lây và Chu Mo Rây bên công ty mình thì sẽ biết bông rất là đẹp. Mình bán cái này là được 3 năm hơn rồi. Thì nên các bạn yên tâm về vấn đề chất lượng bông. Giá cũng rất là bình dân các bạn ha. Thấy giá các bạn thấy không? Giá rất là bình dân. Thì các bạn hãy xem giá trên video này luôn. Bên công ty mình bán cái này là những cái loại mà thân vừa. Ví dụ như dạng thân vừa thì giá nó khác. Ví dụ như thân vừa nó cỡ vậy thôi. Nó cỡ tầm 30 thôi. Còn có những dạng thân lớn, thân đại tầm cả 1 mét thì giá nó là dạng thân dài các bạn ha, tức là cái dạng này mình có bán hai size, có là một size dạng thân vừa và một dạng thân rất là dài, rất lớn, để chúng ta có thể có hai nhu cầu để chúng ta thể mua. Thì các bạn yêu thích những dòng lan rừng lạ và đẹp Đắc Lây và Chu Mo Rây thì các bạn liên lạc công ty mình, số điện thoại ở đầu video, hoặc là vào trang web cụ thể luôn, trang web siêu thị Hoa Lan.com là có hiện tại đăng hiện trạng rõ ràng về giá chuẩn luôn, và hình bông và hình cây ở trên trang web đó luôn. Mình rất là cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào các bạn.